Từ hơn một tháng nay, tình trạng rác thải ở các lưu vực sông, biển theo thủy triều dạt vào bãi biển Sa Kỳ, đoạn qua thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi ngày càng nhiều. Toàn bộ khu vực bãi biển đã bị phủ kín bởi nhiều loại rác gồm ni lông, bao bì, thùng xốp, chai nhựa và bốc mùi hôi thối mỗi khi trời mưa. Ông Đoàn Đinh, 63 tuổi, thôn An Vĩnh cho biết, khu vực bãi biển thôn An Vĩnh như một cái vịnh nhỏ và không có bờ kè ven biển, nên rác thải khắp nơi cuốn ra biển rồi đổ dồn. Mặc dù lực lượng thanh niên người dân nhiều lần ra quân dọn dẹp rác, tuy nhiên chỉ sạch được một thời gian ngắn. Gần đây, thủy triều lên mạnh nên rác lại bị cuốn tấp vào bờ. Ông Trần Dương, 56 tuổi, thôn An Vĩnh chia sẻ, tình trạng rác tại bãi biển An Vĩnh đã tồn tại hàng chục năm qua, bãi biển bị ô nhiễm nặng nề, gây ảnh hưởng đến chất lượng khai thác hải sản gần bờ của ngư dân và cuộc sống người dân ven biển. Ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Kỳ cho biết, địa phương cũng đã ra quân dọn dẹp môi trường, nhưng rác thải vẫn liên tục tấp vô bãi biển khu vực thôn An Vĩnh. Đây là vấn đề rất khó giải quyết dứt điểm. Địa phương đã có kiến nghị xây kè ven biển đoạn thôn An Vĩnh để bảo vệ môi trường ven biển, cuộc sống người dân.